Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2021. Đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm loa Bowie 3 nổi tiếng. Thì một dòng loa thương hiệu của dòng NAC thì rất là nổi tiếng rồi. Thì hôm nay thì em vừa ấy về mà đang tháo ra để gọi là kiểm tra và vệ sinh cho các bác. Một dòng này thì với một thương hiệu nổi tiếng và được nhiều anh em gọi là tìm đến với là những cái thiết kế của dòng loa NAC rất là độc đáo. Sử dụng là bát neo, chép neo và chung. Thì đây em đã tháo ra đây một quả bát của nó đây. Đây là một bát còn lắc, bát neo nhưng mà rất là đẳng cấp. Các bác nhá, đầy đủ gọi là thông tin, gọi là số, gọi là hàng, gọi là siêu chất cho các bác. Nói chung là những dòng này gọi là hàng vừa chất, vừa hiếm, vừa độc, gọi là hàng cũng ít có ở trên thị trường Việt Nam. Đấy, rất là ít. Đấy. Con này từ neo nhưng mà từ nó rất là to đó nhá. Con này thì côn của nó rơi vào tầm độ côn 76. Côn 76 nhá các bác nhá, bát 30 côn 76. Đấy, làm rất là chi tiết luôn. Đấy. Cái bát là cái nón của nó thì nó là nón kiểu hình chóp nha các bác nhá. Hình chóp như là kiểu của dạng CIF ấy, dạng chóp. Đấy. Keo gân vải tẩm dầu. Keo là gân 2 sóng đánh thiên về bát. Rất là lực luôn. Rất là lực. Đấy. Thì cái dòng loa 3 đường tiếng này thì các bác chơi trong phòng không gian tầm độ 40-50 mét thì các bác cứ chơi không cần phải súp. Vì cái này nếu mà một người thợ xử lý trên con vang số thì nó đủ hết các giải cho các bác nha các bác nhá. Đấy, thì không cần phải thêm súp gì cả. Đấy. Thùng gỗ, thùng rất là sâu nha các bác nhá. Thùng rất là sâu, rất là sâu, chắc chắn. Thùng của nó là thùng đít cân. Và nó thiết kế như là một ma trận. Đấy. Đây là cái chung và chép. Đấy, đây thì em sẽ để xuống dưới này để cho các bác được biết. Đấy, các bác sẽ úp ở kia. Vương ra ấy, anh cái này nhé. Đặt cái này xuống, đặt tạm xuống bên dưới này của anh nhé. Đấy, đặt tạm vào cái lỗ này. Đấy, kê này, thế thôi. Để thế tí nhắc cho nắp cái bát nó dễ. Đây thì bình thường hình thức trước mặt của nó đây các bác nhé. Trước mặt của nó thì cái chung và cái chép nó nằm trên, cái bát nó sẽ nằm úp xuống như thế này. Cái bát nó sẽ nằm úp xuống, nó sẽ dồn nỗ hơi ra ngoài này. Đấy, nên là tiếng của nó rất là lực luôn. Bát, cái dòng bát kiểu như úp xuống đất ấy. Đấy, đánh rất là lực. Đấy, mà tiếng bát của nó rất sâu và mềm. Đấy, còn hai cái này ở trên này thì nó sẽ có hai cái nỗ thoát hơi ra cái đằng trước này. Đấy, đằng trước của nó sẽ có một cái tấm lưới e căng. Đấy, đây như thế này các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, e căng như thế này. Đấy, thì chống vấn đề mà chuột bọ nó chui vào. Đấy, các bác chưa yên tâm, không phải sợ bị chuột trước nó chui vào cả. Đấy, thùng với kích cỡ của nó cũng khá là to nhé các bác nhá. Đây nhỉ, có cái thước không nhỉ? Đây nha các bác nha, em sẽ đo cho các bác kích cỡ này. Con này chiều ngang của nó là 43 cm. Chiều sâu con này nó là 48 cm nha các bác nhá, 48 cm. Chiều sâu là 48 cm. Chiều cao đây, chiều cao của nó là 68 cm, chiều cao. Đấy, một thông số cũng rất là đẹp. Đấy, cái này thì các bác có thể chơi phòng 40-50 mét là rất là hay rồi. Đây em, cái bên này thì em đã tháo sẵn cái giữ anh cái này. Em đã tháo sẵn của nó đây, cái dòng chép này, dòng chép Sanderson nha các bác nhá. Chép Sanderson. Chép neo Sanderson.
Đấy, dòng treo neo Sơn Sơn rất là hay rồi. Đấy. Đây. Đây là cái chung. Đây là củ chung của nó. Đấy. Củ chung của nó thôi. Xương gang đúc. Gang đúc dạng kiểu sần sần, đặc trưng của bát của thương hiệu của Nắc. Đấy, đặc trưng luôn. Đấy, các bác nhìn nó nhám nhám nhá. Nhám nhìn nó nhám nhám đúng xương đúc dày luôn. Ở đây là cái từ chung của nó. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ nó rất là dày. Đấy. Rất đẹp luôn. Ở đây được gọi là thiết kế thêm mấy cái nhôm nhức này, kiểu tản nhiệt nhức hay sao ấy. Đấy, úp vào đây. Đấy, cái này sẽ quấn ở đây. Đấy, úp như cái bên kia. Đấy. Úp là khoảng. Đấy. Phải quấn nó gọn gọn luôn thì úp được đấy. Thôi để tí có gì anh úp cho. Đấy, cho các bác nhá. Phần tần đây, em sẽ cho các bác xem cái phần tần của nó. Phần tần đây. Đấy, phần tần nó sẽ gồm hai cuộn cản rất là to, hai cuộn cản. Đấy. Hai cuộn cản. Đấy. Là tụ của nó. Nó mới có tụ vàng và tụ nhôm. Tụ vàng và chở nhôm, và chở sứ. Đấy. Số seri. Đấy. Đây đủ thông số cho các bác luôn. Đây là lớp bông tiêu âm của nó. Đây có cái tem này thôi đây. Tem này nắp này. Đấy, chắc nó ở cái phễu ngoài này. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, từng cái thùng của nó đây. Cái này em vẫn chưa dựng lên. Đấy, tí này em sẽ thử dựng lên xem nào. Cái này em thử cái này. Đấy, để xem cái thông số nó dựng lên để ấy được không. Ô, đôi miệng cái bát à. À, cái bát nó bỏ ra ngoài. Tới đấy. Đấy. Giữ luôn cả bác. Đây nhá, thông số nó đây. Thông số đây. Thì con này của nó là giải chép và giải chung của nó là 120W. Còn bát của nó có nghĩa là cái ở cái giải cao nhá các bác nhá. Giải cao là 120W, còn ở cái giải thấp của nó là 500W. Đấy, giải thấp của nó 500W. Con này cho nó sẽ đánh, nó sẽ là đánh 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Đấy, 2 cộng 2 trừ các bác là đánh bát. 1 cộng 1 trừ là các bác nó đánh giải trên. Cái này các bác nào chơi thì phải chơi con đẩy 4 kênh thì các bác mới chơi được, xử lý được những cái đôn hoa này. Đấy, sang con đẩy 4 kênh thì đánh nó mới hay được. Hàng chuẩn thương hiệu của nó. Tem seri QC chống hàng giả hàng nhái. Đấy. Tất. Rồi. Rồi đây thì hôm nay thì em cũng chỉ gọi duy nhất về có một đôi thôi. Nhà các bác nhá. Duy nhất có một đôi về chất âm mình còn riêng con này khỏi phải bàn rồi. Chất âm em sẽ bao hay cho các bác. Con này khỏi phải nghĩ về cái độ chất âm. Thì về mở thử để làm sao test chất nhạc thì các bác nhớ theo dõi cái video sau. Thì em sẽ gọi là test cho các bác thử một về cái chất âm của cái con loa nắc này. Đấy. Hiện tại bây giờ thì em tháo rồi thì em chưa test được. Thì có gì em nắp và em sẽ test sau cho các bác. Cũng mong các bác sao theo dõi sau để nghe chi tiết về cái chất âm cái con loa Bowie, loa Bass 30 của thương hiệu Nắc này. Đấy thì thôi thì cái mức giá thì em cũng xin báo luôn cho các bác. Nếu mà được sở hữu những cái dòng mà loa mà đẳng cấp mà hàng gọi là độc quyền bằng chất như cái này thì mới một mức giá là 19 triệu nha các bác nhá, 19 triệu một đôi. Để các bác chơi có thể 450 mét vuông ở một phòng vừa hát vừa nghe nhạc đều được. Đấy.
Thì đấy, khi bác nào mà có nhu cầu cần liên hệ thì hãy điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0985778338 và 0937343356. Em ở số 89 ở Vòi Phạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sau đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.